Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên thì năm Thu quay trở lại cái vườn kiện Sáu Tâm. Đây là một cái vườn kiện rất là quen thuộc. Nếu các bạn đã thường xuyên ủng hộ kênh Thu Bonsai thì các bạn cũng không lạ gì khu vườn này ha. Năm Thu thì năm nay bước sang năm thứ hai. Năm Thu tiếp tục chia sẻ với các bạn là cách chăm mai để cho các bạn nào mới bắt đầu thích mai, mới bước chân vô cái nghề chơi mai này mà chưa có chút kinh nghiệm về cái cách trồng mai để chăm sóc mai tốt và ra bông thì các bạn phải nên theo dõi cái kênh của Thu Bonsai các bạn ha. Trước khi làm cái clip này thì năm Thu cũng là xin lỗi các nghệ nhân và xin lỗi các người vườn, tại vì mỗi người chăm sóc mai thì có theo cách của mình, nhưng mà năm Thu nghĩ rằng cho dù thì bạn chăm sóc theo cái kiểu gì, cái cách gì thì cái mục đích cuối cùng của tất cả mọi người là sẽ mong muốn có được một cây mai đẹp nở đúng Tết để đón xuân ha. Đây là cái vườn mai Sáu Tâm. Những cây mai này thì các bạn quá quen thuộc ha. Đây là cái vườn mai ở phía trên khu vực nhà. Hôm trước thì hôm tháng 11 thì năm Thu cũng đã làm clip, năm Thu chia sẻ là cái khu vực cái lô mai nằm ở phía sau. Nếu khu vực lô mai nằm ở phía sau nhà vườn thì toàn là những cái loại mai nhỏ và mai chợ, còn cái khu vực phía trước này đa phần là mai của các nơi người ta gửi về, hầu như đã thành một cái thông lệ gì, năm nào cũng vậy. Khi mà họ chơi Tết xong rồi họ cứ gửi đây Tết, họ lại đem về, cứ như thế là những cái mai nó nói là mang tiếng là của khách, nhưng mà thực tế nó cũng như là của nhà, tại vì trong quanh năm suốt tháng năm Thu thấy nó cứ nằm ở đây, nó chỉ ra đi lúc chừng 28 Tết đến mùng 10 nó cũng quay về lại. Khi mà chăm mai thì các bạn đã biết rồi, năm Thu cũng chia sẻ các bạn thì từ tháng Giêng cho đến thời điểm này là bước sang tháng 12 là cái ngày chuẩn bị đến ngày hái lá rồi các bạn ha. Ngày hái lá thì tùy theo khu vực mỗi một cái khu vực vùng miền, khí hậu do cái khí hậu lạnh nhiều hay lạnh ít mà người ta có một cái ngày hái lá mai nó khác nhau để nó kích mai, nó nổi đúng vào dịp Tết. Cái mục đích hái lá mai đó các bạn, hái lá mai là khi mà cây mai nó phát triển tốt rồi, thì khi các bạn là tuốt hết lá thì cái chất dinh dưỡng nó mới dồn vô cái nụ, nó kích thích cho cái nụ. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận giống như là miền Đông, miền Tây, miền Tây phía Nam này thì hái lá mai, cái điểm chuẩn của nó, cái ngày chuẩn của nó là ngày 15. Nhưng mà tuy nhiên không phải là tất cả những cây mai đều hái vào ngày 15 các bạn ha. Cái kinh nghiệm thì các bạn phải biết cái cách nhìn nụ của nó để các bạn hái để cho nó nở vào hàng loạt vào những ngày Tết như ngày mong muốn. Khi mà nhìn nụ thì các bạn nhìn như thế nào? Năm Thu cũng từ năm Thu sẽ chia sẻ với các bạn ha. Khi mà các bạn nụ, nó khó nhất là cái nụ nếu các bạn mới biết chơi. Bởi vì cái giống mai mà, giống mai thì nó có nhiều giống, nhiều loại. Có nhiều cái giống mai, cái nụ nó rất là mẩy, rất là to, nhưng mà cái nụ nó còn non. Và có những cái loại mai, cái giống mai nụ nó không có lớn các bạn, một nụ nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó đã đến độ già rồi. Thành ra khi mà các bạn nhìn vô nụ mai thì các bạn hãy nhìn vô cái nụ thôi ha. Nếu mà các bạn đánh giá vô mà cái nụ lớn hay cái nụ nhỏ, các bạn đánh giá vô cái nụ lớn là cái nụ sắp nở, cái nụ nhỏ, nụ chưa nở nó cũng không chính xác cho lắm. Trước mặt các bạn là toàn bộ những lô mai đây. Đây là lô mai Thủ Đức, thương hiệu Thủ Đức đây. Chăm sóc thì năm Thu cũng chia sẻ rồi. Nếu mà vào cái thời điểm này, vào thời điểm tháng 11 là thời điểm mới rút mà. Nếu mà những cây mai nào mà cái nụ nó nhỏ thì các bạn cứ phun 901 kích thích thêm để cho cái nụ nó tăng trưởng lớn. Còn những cây mai nào nụ nó đạt yêu cầu rồi thì các bạn không phun thuốc tăng trưởng nữa. Đồng thời các bạn chỉ bón một lượng phân hữu cơ vừa phải để cho cây mai nó tiếp tục nó nuôi lá. Bởi vì khi mà các bạn giữ được cái lá nó màu xanh như thế này là cái sự thành công của các bạn là đạt tới 95% rồi. Còn 5% còn lại là tại sao? 5% còn lại là tùy thuộc vào thiên nhiên. Có những năm mà nếu mà khí hậu ấm áp nóng như ở Sài Gòn như thế này mà nóng đều cho đến vào ngày Tết thì hầu như là gần 100% cho mai nó nở rất là chuẩn. Còn có những năm mà cận Tết thì không khí lạnh từ miền Bắc nó tràn vào thì cây mai nó sẽ khựng cái nụ lại, nó nở chậm. Thành ra đó là cái vấn đề chăm sóc mai cực, rất là cực cả năm trời. Những ngày cuối năm chỉ nhìn vào trời để mà mình nhận mệnh, nói chung là do trời nắm giữ, do cái khí hậu các bạn ha. Thấy không, cây mai khu vực này thì đa số những cái cây mai được đánh kiểu mà cái tàng không. Đây là một cái kiểu này rất được ưa chuộng tại khu vực phía Nam này. Năm Thu nãy nói tới đâu nói tới cái việc là mình phải biết cái nhìn cái nụ lớn hay nụ nhỏ.
Chắc có lẽ nông thôn phải đi chia sẻ từng cây một để cho các bạn nhìn thấy thế nào là nụ già và thế nào là nụ non các bạn ha. Đây, như là trước mặt của các bạn, đây là một cây mai dảo Thủ Đức đây. Gọi là dảo Thủ Đức này là gọi là đúng hiệu Thủ Đức nha bạn ha. Tại vì nó là cây mai dảo Thủ Đức và được trồng tại cái khu vực, cái khí hậu của mình, khí hậu của cái vùng Thủ Đức này luôn. Đây là cái khu vực là vườn Mai Linh Đông, một thương hiệu rất nổi tiếng. Nếu các bạn này, các bạn mà chơi mai ở thành phố Hồ Chí Minh, nông thôn nghĩ là nếu mà bạn nào sành mai đều cũng biết là cái thương hiệu mai của cái khu vực xã Linh Đông, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh này. Nè, như là cái nụ này là bắt đầu là ok rồi các bạn. Mình thấy khi mà nụ nó già nó có những cái vết răng ha, những cái vết răng ngay đầu nụ nè, bạn thấy không? Đấy, vết răng ngay đầu nụ nè, đó. Các bạn nhìn kỹ các bạn thấy rồi. Những cái vết răng ngay đầu nụ này nó khi mà cái vết răng nó càng nở ra thì nụ nó càng già. Còn nếu mà cái vết răng này nó mờ, vết răng nó trên cái đầu nụ nó mờ thì cái nụ mai nó còn non. À đây, những cái cây mai này thì đúng rồi. Ở nhà vườn khi mà họ chăm sóc thì họ giữ được cái lá ổn định như thế này là bảo đảm cái cây mai như thế này là rất là được đặt yêu cầu, rất là trúng các bạn ha. À, mai Thủ Đức thì nó rất nhiều nụ. À, để chút nữa Năm Thu phải đi sâu vô vườn, Năm Thu chia sẻ với các bạn những cái nụ mà nó nhỏ. Khi mà nói như thế này, Năm Thu nghĩ là các bạn mới bắt đầu biết cây mai thì cũng khó hình dung được cái phân biệt cái nụ già và cái nụ non. Tại bởi ngay từ đầu Năm Thu nói là cái nụ lớn chưa hẳn đã là nụ già và nụ nhỏ chưa hẳn đã là nụ non. Bởi vì nhiều bạn rất thắc mắc về vấn đề đó. Nếu có dịp thì các bạn, Năm Thu nghĩ là các bạn nên trực tiếp đến vườn mai Sáu Tâm, tọa lạc tại số là 7/24 đường Linh Đông, phường Linh Đông, Thủ Đức, thì các bạn đến tham quan thì các bạn khi mà nhìn tận mắt và được thức linh rõ ràng thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Trước mắt thì Năm Thu chỉ chia sẻ những gì mà Năm Thu biết và những gì Năm Thu có thể diễn đạt được. Nếu các bạn mà cảm thấy mà chưa có hiểu rõ thì các bạn có thể gọi về theo số điện thoại của Năm Thu là 0988642907. Năm Thu nhắc lại ha. Số điện thoại của Năm Thu là 0988642907. Đây, cái nụ mai này nó phát triển rất là dày, rất là đều các bạn thấy. Hầu như là khi mà các bạn mà ngay từ đầu thì Năm Thu cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Các bạn không nên để cho cây mai nó nhảy đốt. Tại sao? Bởi vì khi mà cây mai nó nhảy đốt á, thì cái nụ nó sẽ thưa nhau. Thì các bạn thấy không? Khi mà nó nhặt vào nhau nè. Thông thường là nếu mà chăm sóc mà đúng theo yêu cầu á, thì mỗi một cái lá là một cái nụ. Mỗi một lá là một cái nụ. Thành ra khi mà cây mai nó càng nhặt chừng nào thì bông nó càng đẹp chừng ấy. Tại sao mà các bạn phải xả tàn? Thì đầu năm Năm Thu cũng khuyến cáo với các bạn rồi. Các bạn đừng có cưng quá, nhiều bạn quá cưng mai rồi xả tàn mai thấy tiếc thì các bạn không xả tàn. Xin thưa với các bạn là đặc tính của cây mai là nó chỉ nở bông trên những nhánh mới. Có nghĩa là nhánh trong năm đó nó ra thì nó sẽ đậu bông rất là nhiều. Còn những nhánh cũ thì hầu như là không, rất ít hoặc không có. Cũng như là Năm Thu điển hình các bạn ha. Đây là cái khi mà lúc hôm Tết á, sau Tết người ta đã, nhà vườn đã cắt nè, là thấy không? Cắt nhánh từ ngay cái điểm này. Sau một năm thì nó lên một nhánh dài như thế này đây. Cách chăm của nhà vườn người ta làm cho cái lá mai nó nhặt lại để bông nó đẹp đó. Chứ không phải như các bạn phun đạm nhiều quá cái lá mai nó bị nhảy đốt thì ra cái mai nó không đẹp, bạn thấy không? Khi mà nó có bông á thì nó bắt đầu nó có bông từ những cái nhánh mới này các bạn, thấy không? Hoàn toàn nhánh mới nè, nhánh này là mới mọc trong năm này. Đó bông này. Không phải gì riêng cái này ha, Năm Thu sẽ chia sẻ các bạn là tiếp nữa là những cây kế tiếp là nó cứ bông theo những cái nhánh mới mọc trong năm thôi. Những cái nhánh cũ thì có hoặc là rất ít các bạn ha. Này, nhánh như đây cứ vậy nè, bạn thấy không? Đây, cái gốc này là gốc, đây là dấu tích, dấu tích của cái nhánh cũ năm ngoái, nhánh cũ qua đây. Rồi sau thì khi mà được tỉa nhánh, cắt ngọn thì năm vừa rồi nó sẽ lên một cái nhánh mới này đây. Đây, những nhánh mới thì bạn thấy không? Nụ rất là nhiều nụ không? Rất là xiên nụ. Và thời điểm này thì các bạn vẫn tiếp tục ha, vẫn tiếp tục các bạn là phun thuốc là ngừa sâu bọ với ngừa nấm để các bạn giữ cho cái lá nó màu xanh. Khi tưới nước các bạn lưu ý các bạn tưới nước lên lá để cho cái lá nó có đầy đủ cái nước, tránh khô lá. Nếu mà nó khô lá thì nó sẽ rụng lá trước, nó rụng lá trước thì cái bông mai của mình nó sẽ nở trước Tết, nó không đúng theo cái yêu cầu của các bạn mong muốn. Đây, mỗi cách chăm của mỗi nhà vườn đều có một cách chăm khác nhau, từ cái lượng phân bón, từ cái chu kỳ bón phân, từ cái cách mà nói chung là hái lá, hầu như là mỗi nhà vườn đều có một cái bí quyết riêng. Thì vườn mai thì các bạn biết rồi, mênh mông khu vực này toàn là vườn mai, nhưng mà hầu như là cách chăm hầu như là không ai giống ai.
Nhưng mà Thơm Thu thấy là thú vị là một cái là khi mà cuối cùng, điểm cuối cùng là tất cả những dinh dưỡng đều cho ra một sản phẩm rất đẹp vào ngày 30. 30 Tết là những cái bông mai bắt đầu nó bùng rất là đẹp các bạn. Để đón xuân ha. Anh Thơm Thu còn chưa nhắc các bạn là các bạn hái lá mai. Điểm chuẩn của cái khu vực Sài Gòn với các tỉnh miền Đông và miền Tây, miền Nam Việt Nam này. Các bạn điểm chuẩn của đó là ngày 15 tháng 12 âm lịch. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là lưu ý một điều. Một điều là các bạn nếu mà nhìn nụ mai của các bạn nó quá già, nụ mai nó quá già, nó chuẩn bị nó nở thì các bạn nên lùi ngày hái lại. Thay vì 15 thì các bạn có thể hái vào ngày là 17 hoặc là 18 ha. Còn những mà cái mai mà các bạn thấy nó nụ nó nhỏ đó thì các bạn nên hái vào ngày 14, 13, 14 hoặc 15. Còn trường hợp một cái mai mà nó có một nửa nụ nhỏ và một nửa nụ lớn thì các bạn giải quyết như thế nào? Cũng không có gì khó hết. Những cái mai mà gặp trường hợp cái mai mà một nửa nụ lớn, một nửa nụ nhỏ thì khi mà hái lá mai ha, ngày 15 bạn hái lá mai, những cái nhánh mai nào có nụ nhỏ bạn hái trước. Rồi, sau mà ngày hôm sau bắt đầu bạn tiếp tục bạn hái những cái nhánh mai nụ lớn sau. Thì như vậy thì cái tốc độ cái mai nó sẽ nở đồng đều, không có gì khó hết trơn. Đây, Thơm Thu tiếp tục đi sâu ở trong để chia sẻ các bạn một số cái mẫu nụ mai ha. Không biết Thơm Thu có nói nhanh quá không ta? Cũng có thể là kết nối Thơm Thu hơi nhanh ha, Thơm Thu sẽ cố gắng nói chậm chậm lại để cho các bạn dễ hiểu. Đây, những người Thơm Thu nói không sai ha. Đây, những cái nhánh mới đây. Những nhánh mới mới mọc rồi, các bạn thấy không? Nụ rất là nhiều nụ nè. Nụ như thế này là nụ nó thay vừa rồi. Cũng hơi nhỏ chút các bạn, phần em hơi nhỏ xíu. Nó nhỏ chút. Những cái nụ mà nó mẩy nó có cái vết răng ngay cái đầu nụ á, vết răng răng nó sáng cái nụ lên. Cái thuật ngữ khi mà dùng người ta bảo là cái nụ mai nó đen. Nụ mai nó đen là các bạn đừng có nghĩ là nó đen thui, không phải gì đâu. Nó đen là có nghĩa là cái nụ mai nó màu xám sậm mấy các bạn, màu xám sậm lại á. Còn nụ mai nó sáng là nó có nước răng cái nụ ra. Nó có một cái màu xanh người ta gọi là nụ sáng. Như đây, như mai này nụ sáng đó các bạn. Đây các bạn thấy không? Nó thui đây các bạn nhìn. Cái mai mà nó sáng nụ như thế này. Những cái nụ như thế này nó bình thường nó sẽ nở sớm đây, nó sẽ nở trước. Còn mấy cái nụ như thế này ta gọi là nụ nó đen. Nụ đen là nụ như thế này đây, thấy không? Đây. Đó nó đen nó ngậm rồi nó múm lại như thế này, nó đen. Nụ như thế này là đen đây. Đó, như đây là đen ha. Khi mà nó sáng thì nó xanh cái đầu nụ. Thành ra khi mà các bạn nhìn nụ thì các bạn có thể là điều chỉnh tốc độ hái lá cho phù hợp. Chứ đừng có cấm đầu cấm mũi, nghe nói ngày 15 là cái ngày hái lá thì cấm đầu cấm mũi hái nhỏ lột từ trên lột xuống từ dưới lột lên nhỏ lột sạch sẽ hết trơn thì cái mai của bạn sẽ có nguy cơ nó nở sớm hoặc là nở không đều. Rồi cái lượng nước tưới thì Thơm Thu chia sẻ các bạn mình tưới vừa phải thôi ha, không nên tưới nhiều quá, mình tưới vừa đủ thôi, mình tưới vừa đủ nước thôi. Bắt đầu các bạn khi mà tưới các bạn lưu ý và phun lên lá cho nó. Mùa này thì lá mai nó vẫn còn cái sâu cắn lá ha, vẫn tiếp tục là phun thuốc trừ sâu các bạn. Và tại Thơm Thu cũng mời bạn ra tham quan thêm một số mẫu cây mai ở phía vườn phía sau ha. Tại cây mai này vườn phía trước đây, những cái mai lớn, mai rất là lớn rồi. Khu vườn thì nó rộng, thêm rất là nhiều mai. Thôi Thơm Thu xin mời các bạn bước ra cái khu vực vườn phía sau. Bên hông chứ gọi là bên hông thì chính xác hơn. Tại vì phía sau nhà này là một cái con rạch nó bắt ngang là mời các bạn ha. Bước chân vườn Sáu Tâm thì các bạn đi đường Phạm Văn Đồng xong rồi đến cái ngã tư bên tây hướng Sài Gòn về, bên tay phải là đường bên tay phải đường Kha Vạn Cân, bên tay trái là cái đường Linh Đông. Đường Linh Đông nó hơi nhánh hơi cua các bạn, nó hơi cục nhẹ vô, quẹo vô các bạn vô khoảng chừng qua cái đường rầy xe lửa khoảng chừng 50 mét thôi. 50 mét thì các bạn thấy sẽ có một cái bảng bên tay trái nó đề chữ là chùa Từ Thuyền. Từ chùa Từ Thuyền các bạn chạy thẳng vô đây ha. Thấy được mai chùa Sáu Tâm ở cuối con hẻm này. Từ con đường Linh Đông vô đây chắc khoảng chừng cái tầm chừng 200 mét thôi. Khu vực này các bạn vô ha. Nhớ nha, đừng có lộn qua cái xóm bên kia là cái xóm Linh gì ta nãy quên coi mẹ rồi. Cái xóm kia đi vô chùa đó, các bạn đi thẳng theo cái đường cong nè. Đây, 7/24. Bên đây 7/20/24 là nhà của Sáu Tâm đây. Là nhà nhìn cuối hẻm này biết liền, cái nhà có cây sa kê nè. Thôi xin mời các bạn tiếp tục đi sâu vào bên trong
để Năm Thu chia sẻ với các bạn một số mẫu cây đã được chăm sóc khá chỉnh chu để chuẩn bị cái đón xuân 2020 các bạn ha. Đây, khu vườn quen thuộc, khu vườn quen thuộc, giọng nói quen thuộc và những cái cây cũng là rất quen thuộc. Đang tưới nè, chủ vườn đang tưới thì các bạn thấy không? Khi mà tưới cây là tưới lên cả lá ha. Có nhiều bạn là cứ ngại, sợ tưới thì né ra không có tưới vô lá. Đó là một điều sai lầm rất là đáng tiếc đó các bạn. Tưới phải tưới vô lá cho nó mát lá. Bởi vì nó khô lá thì lá nó chống rụng thôi. Còn mùa này thì các bạn thấy là nó hầu như là nhà vườn khi mà bón phân thì kích vô một cái lượng kali nó nhiều, nó làm cho cái lá cây nó vàng lại, thấy không? Lá cây nó già là nó khằn, lá cây nó già khằn, và đồng thời mình cũng tăng cường thêm cái lượng phân của cơ vô gốc để nó vừa già mà nó vừa đủ có một cái lượng đạm để nó nuôi cho cái lá, để giữ lá màu xanh. Đây cái giống mai này, Nông Thu chia sẻ luôn. Đây là cái giống mai Bình Định, mai Bình Định cái lá nó nhỏ, thế đồng thời những cái nụ của cái mai Bình Định thì nó không có to nhưng là những cái mai dạo khác, mai phải Bình Định ta, cái mai này hả? Không phải Bình Định, xin lỗi các bạn, Bình Định bên đây, tại vì cái Bình Định là cái giống mai đặc trưng của các bạn ngoài phía ấy, thường là uống theo cái dáng long á, thành ra các bạn nhìn thấy cái cây là bị dáng cong cong quẹo quẹo là cái mai Bình Định đó. Vô đây thì mai Bình Định cũng hơi khó thuần, nhưng mà khi mới đã quen được rồi thì nó cũng tốc độ phát triển nó vẫn bình thường các bạn. Nhưng mà điều cái lá mai Bình Định thì các bạn dễ biết lắm, cái lá mai Bình Định nhỏ mà đồng thời bạn thấy không, cái nụ nó lép, cái nụ nó như ấm ốm như thế này, đây là đặc trưng của cái mai Bình Định, cái nụ nó ấm ốm vậy nè. Nhưng mà ngộ lắm, cái mai này nụ nó ốm, nó nhỏ như thế này ha, đây là do cái giống mai nụ nhỏ thôi mà bạn thấy không? Như cái đầu kim thôi, như cái đầu tâm này nó nhỏ như thế này, nhưng mà khi các bạn hái lá thì nó tăng trưởng rất là nhanh, nó vẫn theo kịp với những cái mai nụ lớn khác. Thành ra thì Nông Thu cũng chia sẻ với các bạn là ngay từ đầu á, nếu mà nhìn nụ mai á, mình thấy nụ mình nhỏ rồi cái mai kia mình thấy nụ mình lớn, mình quảng lên thì cũng không đúng, mà phải lưu ý tùy giống á, cái nụ mai tùy theo giống. Là Nông Thu chia sẻ cận cảnh luôn, đây là cái giống mai Bình Định mà thấy đây là cái nụ nó ốm vô ốm nhách, thì sập rồi nó không có mẩy như cái mai dạo Thủ Đức. Nhất là cái mai dạo lá gai, cái nụ nó chà bá mà nó vẫn còn non đó các bạn. Còn mai Bình Định có nụ về đúng rồi, mà thấy không, nó nhọn nhọn, nó không có mẩy. Vậy á, mà như lá thì chút chút thôi, vậy mà hái lá thì các bạn thấy coi cũng nụ nó phát triển rất là nhanh. Đây là cái giống mai đặc trưng của xứ Bình Định. Còn ở ngoài vùng Bình Định thì họ trồng cái nụ lớn hay không thì Nông Thu không biết, không rõ lắm. Nhưng mà khi vô miền Nam này, cho dù một cái chế độ chăm sóc như nhau, bạn thấy không, đây một rừng mai rất là bạc ngàn, chế độ chăm sóc như nhau, nhưng mà mai Bình Định thì cái tốc độ tăng trưởng của nó cũng chậm hơn những cái giống mai khác. Cũng có thể là do cái thổ nhưỡng nó không phù hợp hay không, cái đó thì Nông Thu cũng không rõ lắm. Nhưng mà thấy đa phần cái mai Bình Định trồng ở đây thì nó cái tốc độ tăng trưởng nó chậm hơn những cái giống mai dạo Thủ Đức. Đây cái mai Bình Định nha các bạn, không thấy không, nụ nó ấm vôm nhất nhỏ mà có vỏ đó nha, đừng chơi nhỏ mà lầm ha. Với chừng mà ra cuộc đấu trường, ra cuộc chơi thì chưa chắc ai thua hơn ai ha. Bởi vì mỗi một cái cây, mỗi một cái đặc tính riêng của nó, khi mà các bạn trồng nhiều rồi các bạn sẽ có được cái kinh nghiệm. Đa số nhà vườn họ rút kinh nghiệm tại trong nhà vườn họ trồng rất là nhiều cây, cây này thì họ nhìn riết tiền giống họ rất là quen mắt. Còn các bạn mà thỉnh thoảng nhà mình trồng chỉ có một hai gốc cây á, thì khi mà các bạn không có hình dung, không thể mà có một cái giống lạ để các bạn so sánh, thành ra các bạn hơi khó và bị bối rối khi bắt đầu mà xác định được cái nụ mai mình lớn hay nhỏ. Này rất là nhiều ha, tất cả đều một màu xanh. Khi làm cái clip này thì Nông Thu cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai, cũng như là ủng hộ Nông Thu, bởi nhờ những cái lời động viên của các bạn đã lên dây cót tinh thần cho Nông Thu để Nông Thu tiếp tục chia sẻ với các bạn là những cái cách trồng cây. Người ta thường nói là hát hay thì không bằng hay hát. Nông Thu tuy rằng cái nghề của mình không giỏi giang, nhưng mà mình thường xuyên nhắc nhở các bạn thì Nông Thu nghĩ rằng chắc có lẽ các bạn cũng là
cũng là ủng hộ nông thôn thôi. Nếu mà ủng hộ nông thôn nghĩ rằng không phải 100% thành công đâu, nhưng mà nông thôn nghĩ cũng khá thành công á. Tại vì trong cái nhà vườn này người ta không hề giấu giếm cái gì hết. Ngay đây các bạn đem một cái giống mai nụ rất là to các bạn. Thấy không? Nụ nó chà bá nè. Giống mai nụ rất là bự. Nụ rất là bự, nhưng mà khi mà nó nở bông thì cái ngày nở của nó cũng bằng như cái những cái mai khác. Thấy không? Nụ nó rất là lớn. Rất là nhiều cây ha. Không biết còn cái vấn đề gì nữa không, mà nông thôn cũng không nhớ. Nếu mà các bạn có cần gì thì các bạn mà thắc mắc cái gì mà các bạn cứ gọi điện thoại cho nông thôn tới số điện thoại là 0988642907, thì nông thôn sẽ giải đáp những cái gì mà trong cái sự cho phép chừng mực mình biết, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn để cùng nhau và phát triển các bạn ha. Bởi mà khi nói chuyện thì nông thôn câu nọ sợ câu kia, bởi vì mình nói chuyện theo cái ngẫu hứng thôi, nó không vô một cái kịch bản gì hết, thành ra có thể cách nói chuyện của mình nó hơi lẫn lộn một chút xíu, có gì mong các bạn là thông cảm bỏ qua. Thôi đến đây thời lượng chương trình cũng khá dài, nông thôn cũng xin nói lời tạm nói lời chia tay cùng các bạn ha. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai. Nếu các bạn tiếp tục ủng hộ, hãy nhớ nha, nhớ nhấp cái chuông màn hình bên tay phải để khích lệ tinh thần Nam Thu. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì sao thì hãy đăng ký để nhận được từ Nam Thu những cái video mới nhất các bạn ha. Bye bye các bạn, bye bye.